thách thức cực lớn với đội tuyển Nam bóng chuyền Việt Nam. Đội tuyển Nam bóng chuyền Việt Nam gặp thách thức lớn ở giải bóng chuyền Đông Nam Á, CV League, khi tổn thất lực lượng trong khi đối thủ ngày càng mạnh. Ngày mai ngày 16 tháng 8, thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền bước vào tranh tài chặng 1 CV League 2024, chạm trán với chủ nhà Philippines. Đây là đối thủ từng thua đội tuyển Nam bóng chuyền Việt Nam với cùng tỷ số 2-3 ở hai lần chạm trán gần nhất tại CV League 2023. Tuy nhiên, lần tái đấu này được đánh giá khó khăn bội phần với đội tuyển Việt Nam bởi tay chuyền 2 số 1 Đinh Văn Duy, người được bầu chọn là chuyền 2 xuất sắc nhất ở cả hai chặng CV League năm ngoái, phải vắng mặt. Đinh Văn Duy gặp chấn thương khi cùng đội biên phòng tham dự cúp bóng chuyền quân đội mở rộng hồi tháng trước. Chấn thương của vận động viên này đang trên đà hồi phục. Với mong muốn để vận động viên tài năng này hồi phục hoàn toàn chấn thương, tránh hệ lụy đáng tiếc, Đinh Văn Duy sẽ không tham gia CV League lần này, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường cho biết. Chuyền 2 Nguyễn Huỳnh Anh Phi được triệu tập bổ sung, thay thế cho Đinh Văn Duy. Tuy nhiên, anh cùng Đinh Văn Tú khó lấp đầy khoảng trống mà đồng đội để lại. Vị trí chuyền 2 hết sức quan trọng, thậm chí quyết định thành bại của cả đội. Vì thế huấn luyện viên Trần Đình Tiền tăng cường trui rèn hai gương mặt thay thế cho Đinh Văn Duy và kỳ vọng họ có được sự tự tin khi xung trận. Ngoài ra, đội tuyển Nam bóng chuyền Việt Nam còn chào đón sự trở lại của đối chuyền từ Thanh Thuận. Tay đập 32 tuổi này được kỳ vọng giúp đội tuyển Nam bóng chuyền Việt Nam có thêm phương án tấn công hiệu quả. Tuy nhiên tay đập kỳ cựu này đã qua thời đỉnh cao phong độ nên hàng công đội tuyển Việt Nam vẫn trông chờ vào dàn tay đập như Nguyễn Ngọc Thuân, Trương Thế Khải, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến. Ở chặng 1 CV League 2023, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 3 trong 4 đội tham dự khi thua Indonesia, Thái Lan cùng tỷ số 0-3, sau đó thắng 3-2 trước Philippines. Đến chặng 2, thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền thua Indonesia nhưng thi đấu bùng nổ, thắng Thái Lan và Philippines để xếp hạng nhì. Ở CV League lần này, đội Philippines có sự đầu tư mạnh mẽ khi chiêu mộ huấn luyện viên giỏi người Ý Angelino Frigoni. Huấn luyện viên từng đưa đội tuyển Nam bóng chuyền Ý vô địch thế giới, vô địch châu Âu cùng dàn trợ lý được kỳ vọng giúp bóng chuyền Philippines lột xác. Mục tiêu của đội tuyển Philippines là chuẩn bị lực lượng cho giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 trong tư cách chủ nhà. Đội Philippines bị đánh giá yếu nhất trong 4 đội dự CV League này mạnh lên và có ưu thế sân nhà, trong khi Indonesia, Thái Lan vẫn giữ được lực lượng ổn định nên đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực tránh nguy cơ trắng tay. Theo lịch trình chặng 1 CV League, sau trận đấu với chủ nhà Philippines ngày 16 tháng 8, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Thái Lan ngày 17 tháng 8, sau đó đấu trận cuối với Indonesia ngày 18 tháng 8. Đúng một tuần sau chặng 1, thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền sẽ tranh tài chặng 2 tại Indonesia.